Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó khoảng 45% vào GDP và 31% vào tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Vậy đâu là những điểm nghẽn khi doanh nghiệp tiếp cận vốn từ các ngân hàng thương mại? Và làm gì để khơi thông dòng tín dụng giữa ngân hàng và các doanh nghiệp? Tất cả những nội dung trên sẽ được phản ánh đa chiều trong chuyên đề Tạp chí Ngân hàng tuần này với chủ đề Vay vốn ngân hàng, những điểm nghẽn còn hiện hữu. Mời quý vị cùng theo dõi. Không tiếp cận được nguồn tín dụng vì thiếu tài sản thế chấp hay cho vay một phần vốn rất nhỏ so với giá trị tài sản mà doanh nghiệp đang thế chấp tại ngân hàng. Đây là thực trạng mà đã diễn ra từ rất lâu trong quan hệ vay vốn giữa ngân hàng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Và đến nay, theo ghi nhận từ kênh truyền hình VTV, vẫn còn không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận dòng vốn vì tài sản đảm bảo. Hai doanh nghiệp trong hai lĩnh vực khác nhau, nhưng đều đã có tới 10 năm hoạt động. Thế nhưng đến nay, việc vay vốn đối với hai doanh nghiệp này vẫn chưa hết khó. Tài sản đảm bảo thiếu hay bị định giá thấp là điều đang làm phiền doanh nghiệp. Vay ngân hàng rất là khó khăn, để họ yêu cầu phải có tài sản đảm bảo và cái số tiền được vay cũng rất ít. Thứ nhất là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là rất khó để, tức là người ta không có tài sản đảm bảo. Và thứ hai là khi mà có tài sản đảm bảo thì cái định giá của ngân hàng thường là rất thấp so với cả cái tài sản đảm bảo đó. Do vậy nếu giả sử người ta đủ có tài sản đảm bảo để vay thì cái lượng vốn người ta vay được thì vẫn là ít. Còn tại các địa phương không tiếp cận được tín dụng từ ngân hàng do thiếu tài sản đảm bảo thì doanh nghiệp bà Lý tìm đến các quỹ bảo lãnh tín dụng, nhưng kết quả cũng không có khả quan. Cho đến tận giờ phút này thì cũng chưa một doanh nghiệp nào tại Thái Nguyên có thể được tiếp cận và được vay vốn từ cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp này. Bởi vì nó cũng có rất nhiều những cái lý do mà cái quy chế để xây dựng thì nó cũng ngặt nghèo như là các cái tổ chức tín dụng của ngân hàng. Phải không nợ động về cái tài chính đối với các cái tổ chức tín dụng hoặc cá nhân. Thế và không nợ động thuế thì thực ra khi người ta đã gặp khó khăn thì người ta là thiếu vốn lưu động. Thế và chính vì thiếu vốn lưu động để phục vụ cho sản xuất thì người ta cũng gặp những cái khó khăn là về thuế, rồi về lương bảo hiểm của người lao động là chưa hoàn trả được đúng các kỳ. Nếu như tài sản thế chấp, giá trị thị trường được định giá là 100 tỷ đồng. Khi các ngân hàng thẩm định, giá trị tối đa ngân hàng ghi nhận chỉ lên tới 65-70%, tương đương với 65-70 tỷ đồng. Với con số này, không phải ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp vay 100% giá trị tài sản mà ngân hàng đã đánh giá. Mức cho vay tối đa cũng chỉ lên tới 70%, tương đương khoảng 49 tỷ đồng. Như vậy, khó trồng khó đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ về quy mô, yếu về quản trị như các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu mà tiếp cận vốn ngân hàng thì họ hay đòi hỏi về tài sản đảm bảo. Mà doanh nghiệp vừa và nhỏ đã yếu rồi thì không có tài sản đảm bảo. Và trong trường hợp có kể cả có tài sản đảm bảo thì cái tài sản đảm bảo đó giá trị nó thấp thì cũng ngân hàng họ cũng định giá rất là thấp và để cho vay với cái nguồn tài trợ rất là ít. Chính vì thế cho nên chủ doanh nghiệp họ cũng cảm thấy nản khi họ cứ tiếp xúc ngân hàng rồi lại bị đánh giá tài sản thấp, để cho vay thì lại ít hơn rất nhiều so với số tiền họ đã bỏ ra để hình thành tài sản. Nếu mà một cán bộ tín dụng mà khi mà gặp một cái vấn đề về kinh doanh của doanh nghiệp mà người ta không hiểu được thì rất khó mà bảo là tôi dám tin là cái doanh nghiệp này nó sẽ kinh doanh có lãi. Người ta không hiểu về chuyên môn kinh doanh thì dứt khoát là cán bộ tín dụng với những cái quy định đó thì đương nhiên là phải xoay sang cái tài sản đảm bảo, đúng không? Thế mà ta thì mà làm cái gì mà cũng cứ đặt đến cái tài sản đảm bảo thì đấy là cái việc của ngân hàng thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là không nên đặt cái yếu tố tài sản bảo đảm vì nó rất gần với cái sự cố thủ như thế. Hiện nay có đến khoảng 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa, tương đương với khoảng gần 400.000 doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Con số này cho thấy những khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn rất lớn. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước không ngừng yêu cầu các ngân hàng thương mại xem xét cho vay đối với các doanh nghiệp theo phương án kinh doanh, theo dòng tiền của doanh nghiệp. Thế nhưng mọi thứ dường như lại không hề đơn giản như vậy. Được vay tín chấp, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa lại một lần nữa lỗi hẹn với các ngân hàng khi không chứng minh được phương án kinh doanh của doanh nghiệp là phương án khả thi. Có tài sản đảm bảo, sản phẩm được bảo hộ độc quyền sáng chế
và đang được bán ra thị trường. Thế nhưng doanh nghiệp này lại gặp khó khăn trong việc vay vốn. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hiện chỉ vay được 150 triệu đồng với lãi suất 11% một năm, tức là bằng 25% giá trị tài sản thế chấp. Bởi doanh nghiệp không chứng minh được phương án kinh doanh của doanh nghiệp là dự án hiệu quả, mang lại thu nhập trong tương lai. Ngân hàng thì làm việc nó lại tạo những cái mà khó khăn, mà những cái đòi hỏi mà chúng tôi không thể giải trình được. Ngành ngân hàng thì lại cứ muốn là mình đã phải bán được, hoặc là có một cái quy trình kinh doanh nó mang tính là có thu nhập thì ngân hàng mới giải trình và giải ngân. Đây không phải là vấn đề của một doanh nghiệp. Bên cạnh các doanh nghiệp không vay được vốn ngân hàng vì thiếu tài sản đảm bảo, thì có một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa không được các ngân hàng mở hầu bao cho vay, chỉ vì doanh nghiệp không biết làm thế nào để chứng minh được dòng tiền của dự án. Theo con số thống kê, cứ 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn thì chỉ có 3 doanh nghiệp tiếp cận được dòng vốn từ các ngân hàng thương mại, còn lại 7 doanh nghiệp không được mở hầu bao cho vay. Với cái bước mà của các ngân hàng đó thì cũng rất là khó để tiếp cận cái vốn đó. Rất là khó. Mình không chứng minh được những cái khả năng về tài chính, không có cái tài sản thế chấp và không có chứng minh được cái mô hình kinh doanh của mình và cái nguồn trả nợ ở đâu. Theo khẳng định của nhiều chuyên gia kinh tế, dòng tiền của doanh nghiệp, phương án dự án kinh doanh khả thi của doanh nghiệp, đây là hai yếu tố giúp doanh nghiệp tiếp cận với dòng vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại mà không cần tài sản thế chấp. Thế nhưng, chứng minh dòng tiền thực, phương án kinh doanh của doanh nghiệp là khả thi thì không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Chính vì vậy, ngân hàng khó mở hầu bao cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là thực tế diễn ra trong thời gian vừa qua. Doanh nghiệp phàn nàn là cái khả năng là em có thể vay được tín dụng là vẫn là không cao. Và đây vẫn là một vấn đề rất là, có thể nói là hàng đầu và doanh nghiệp cảm thấy là trở ngại lớn. Hay là những vấn đề liên quan như tôi nói là năng lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái khả năng nắm bắt thời cơ, viết trình được dự án, đầu tư, sản xuất kinh doanh là một cái điều hoàn toàn không dễ. Phần lớn thì doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam là giỏi nghề, chứ không giỏi quản lý, không giỏi quản trị. Và đấy là những cái mà ngân hàng họ lại quan tâm, hoặc là các cái nơi mà cung cấp vốn họ rất quan tâm về các cái báo cáo quản trị. Họ không thể theo các cái chủ doanh nghiệp hàng ngày để xem họ làm gì, họ hoạt động như thế nào, mặc dù doanh nghiệp rất là hiệu quả nhưng mà nó không chứng minh được trên các cái báo cáo. Chính vì thế đấy là cái rào cản lớn nhất mà chủ doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận được nguồn vốn, trong đó có vốn của ngân hàng. Nguồn vốn được coi là yếu tố cốt lõi để đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, theo giới chuyên môn, để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn thì các kênh huy động vốn cũng phải đa dạng hơn. Các công cụ huy động khác của thị trường Việt Nam như trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán vẫn chưa phát huy được hiệu quả chức năng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Và đây là điều mà thị trường tài chính Việt Nam cần cải thiện trong dài hạn. Hai điểm nghẽn khiến cung cầu tín dụng không gặp nhau, chuẩn hóa theo nhóm khách hàng để cho vay là phương án đang được các ngân hàng triển khai, cũng là thông lệ chung trên nhiều quốc gia trên thế giới. Phương pháp này sẽ giảm sự phụ thuộc vào tài sản thế chấp, cũng không nhất nhất doanh nghiệp phải chứng minh phương án kinh doanh khả thi. Đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là chiến lược của ngân hàng này, mà rất nhiều ngân hàng thương mại tập trung đẩy mạnh tín dụng cho lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, rào cản về tài sản đảm bảo, khó khăn khi chứng minh phương án kinh doanh khả thi là hai điểm nghẽn khiến cung cầu tín dụng không gặp nhau. Ngân hàng này đã và đang nghiên cứu áp dụng phương pháp chuẩn hóa khách hàng để cho vay, tháo gỡ nút thắt tín dụng đang hiện hữu giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Dựa trên các cái đặc tính cơ bản của từng nhóm khách hàng thì là sẽ nhóm ra được rằng là khách hàng này khác đặc tính với nhóm khách hàng này, là khác nhau với nhóm khách hàng này, và họ năng lực của họ là thế này, nhưng mà từng nhóm chứ không phải là từng khách hàng đơn lẻ. Thế thì sau khi đó thì hình thành nên một cái nó gọi là cái phương pháp thẩm định theo từng nhóm. Thế thì về sau khi mà khách hàng đơn lẻ họ đến ấy, thì mình không cần phải quá đi sâu vào câu chuyện rằng là họ đơn lẻ của họ là dòng tiền thế nào, doanh thu thế nào nữa, mà nếu mà họ gọi là phù hợp, tức là mình gọi là mình lắp nó vào cái hệ thống các cái biến số theo từng nhóm của mình, mà nếu họ phù hợp là họ có thể là được vay vốn. Phương pháp xét duyệt khách hàng vay dựa trên phân nhóm đối tượng khách hàng, hay còn gọi là chuẩn hóa khách hàng, đang được đánh giá là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng thương mại,
Đây cũng là phương pháp được áp dụng tại nhiều quốc gia khác như Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Do đó, thông lệ chung của quốc tế, các nước phát triển ấy, thì họ đều thực hiện một cái việc đó là họ chuẩn hóa các cái nhóm khách hàng, tức là tiêu chuẩn hóa các nhóm khách hàng. Thì cái này thì, và việc mà tôi nghĩ là phi truyền thống thì cũng không hẳn đâu, nhưng mà đây là một cách tiếp cận trong việc là ứng, tức là gọi là thích ứng với một nhóm khách hàng rộng nhưng lại rất là đa dạng và rất phức tạp, thì người ta áp dụng phương pháp chuẩn hóa, tức là đưa phân nhóm các khách hàng theo thành phần kinh tế, theo ngành nghề kinh tế và theo cái vùng hoạt động. Và ở mức cao hơn ấy, ở mức 2, đó là người ta phân nhóm khách hàng dựa trên các cái lịch sử quan hệ kinh tế và lịch sử quan hệ tín dụng để phân nhóm khách hàng để có các cái hướng tiếp cận cho nó phù hợp. Thế thì do đó là việc các ngân hàng làm như thế là hoàn toàn phù hợp. Việc xem xét khách hàng để cho vay theo hình thức này được dự đoán sẽ mang lại rủi ro lớn hơn cho các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, những rủi ro này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của các tổ chức tín dụng khi quyết định cho vay. Theo khuyến cáo được các chuyên gia đưa ra, để việc cho vay có hiệu quả bằng phương pháp này, thì việc làm giàu thông tin khách hàng, thông tin doanh nghiệp, cũng như tính minh bạch của thị trường phải được chú trọng đúng mức. Cái thách thức lớn nhất trong việc chuẩn hóa đó là ngân hàng phải có hệ thống dữ liệu, gọi là làm giàu dữ liệu về doanh nghiệp. Và làm giàu dữ liệu doanh nghiệp này nó không chỉ dựa dữ liệu quá khứ và để tiếp tục bổ sung cập nhật để làm sao đó có đủ thông tin về doanh nghiệp mà để có cái quyết định chính xác trong việc là đánh giá cái khả năng hoàn trả và cái sự sẵn lòng hoàn trả. Tôi nghĩ là chúng ta không nên tham vọng là chuẩn hóa 100% doanh nghiệp nhỏ vừa, mà chuẩn hóa ở những nhóm doanh nghiệp mà có những tiền đề như tôi vừa nói, mà ngân hàng có đủ khả năng dữ liệu thông tin để làm giàu. Mình cũng phân định được ra rồi, nhóm khách hàng A rủi ro mức độ này, nhóm khách hàng B rủi ro mức độ này, C. Đấy, thế như vậy là từng khách hàng đơn lẻ cái mức độ rủi ro nó có thể lớn hơn một chút hoặc thấp hơn một chút, nhưng mà về mặt trung bình nó sẽ là trung bình hóa ở cái mức độ mà mình đã tính toán. Thế như vậy nếu mà giả sử như mình phát triển ở một cái mức độ số lượng khách hàng nhỏ thì đúng là mình có thể không biết được là còn nào có thể là mức độ rủi ro cao hơn. Nhưng mình triển cái đấy ra một số lượng rất lớn thì như vậy nó sẽ trung bình hóa và cuối cùng nó hội tụ lại về cái mức độ trung bình mà mình đã tính toán trước. Đấy, cho nên là nó sẽ không phải là cái vấn đề quá lớn vì mình đã nhìn thấy trước câu chuyện đấy thôi. Việc giảm bớt sự phụ thuộc của tài sản đảm bảo đang là điều được chính phủ và ngân hàng nhà nước khuyến khích. Việc các ngân hàng thương mại chủ động đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy các ngân hàng thương mại cũng đang nỗ lực đồng hành cùng các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách được đưa ra nhưng triển khai có hiệu quả hay không thì tính quyết định vẫn nằm ở ba phía: doanh nghiệp, ngân hàng và cả cơ quan chức năng. Hiện nay có đến 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa, tương đương với khoảng gần 400.000 doanh nghiệp, chưa tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng. Ngoài phương pháp chuẩn hóa khách hàng vay, cần những giải pháp đồng bộ nào để cung cầu vốn gặp nhau? Mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây. Đảm bảo cái nguồn thông tin tin cậy cho việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp, nhưng cũng như là cái nguồn thông tin tin cậy đánh giá cái triển vọng của các ngành kinh tế thì ngân hàng mới có thể cho vay được. Và bên cạnh đó thì chúng ta sử dụng các cái công nghệ tài chính mới của công nghiệp 4.0 ấy thì sẽ giúp những quốc gia mà chúng ta đang gần đấy thì sẽ giúp là bản thân tự doanh nghiệp họ phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn về thông tin họ mới tham gia mạng lưới đây được. Như doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thì rõ ràng cái vướng mắc lớn nhất trong vấn đề tiếp cận vốn đó là tài sản chấp. Nhưng nếu như sử dụng công nghệ 4.0 như các cái sáng tạo của fintech, người ta đưa ra các giải pháp platform cho cái câu chuyện và thu thập hàng mấy nghìn dữ liệu để xác định được cái hành vi của một cái doanh nghiệp nhỏ vừa, chấm điểm xếp hạng, thì có thể sẵn sàng kết nối được cái nhu cầu tín dụng tại một cái thời điểm thích hợp của họ và cho vay ra bằng cách là chủ yếu là sẽ nâng cao khả năng cho vay tín chấp để tiếp cận vốn nhanh hơn và đúng lúc hơn, hay là kiểm soát được dòng tiền thì thu hồi nợ cũng sẽ tốt hơn. Theo quan điểm của tôi, nếu được thì chính phủ nên tạo ra những cái chương trình hành động cụ thể rõ hơn. Ví dụ như là những cái sự kiện như thế này, chính phủ nên tổ chức nhiều hơn thì giúp cho cái cộng đồng doanh nghiệp họ đi từng bước. Có nghĩa là với mỗi doanh nghiệp ở quy mô mà họ mới chỉ là mô hình doanh nghiệp mới khởi tạo thôi thì chính phủ nên cho họ những cái gì. Vậy đối với những doanh nghiệp mà nó vượt qua cái ngưỡng mới khởi tạo, nghĩa là họ bắt đầu vào cái quy trình thứ hai, đó là cái sản phẩm của họ bung ra thị trường và bắt đầu được thị trường chấp nhận, thì lúc đó chính phủ hỗ trợ những cái gì. Và đối với cái doanh nghiệp nó vượt lên cái cấp thứ ba là cái sản phẩm dịch vụ nó có tiềm năng tăng trưởng trên thị trường, nghĩa là nó có khả năng giải quyết một vấn đề của xã hội, thì chính phủ sẽ hỗ trợ cái gì. Thì theo tôi là nên đi những bước như vậy, những bước rất cụ thể như vậy, thì có lẽ nó cái thể chế chính sách nó mới nhanh đi vào được đời sống, nó nhanh đi vào được nền kinh tế hơn là các cái cách làm hiện tại, mặc dù nó đang có những hiệu ứng tích cực. Theo tôi thì ở đây tập trung bây giờ đó là các nhà chính sách này, ngân hàng và những đại diện của doanh nghiệp
phải ngồi lại với nhau để đưa ra những chuẩn mực thông tin và những chuẩn mực trong kinh doanh. Nó đơn giản thôi, đừng có luật nữa, mà các doanh nghiệp phải chia sẻ, phải công bố, và những cái dữ liệu đó dần dần được nâng cấp từ dữ liệu cấp gọi là địa phương, có thể lên cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có được một cái nền tảng vừa trong vài ba năm tới nhưng vừa trong thời hạn để mà cho vay đối với doanh nghiệp. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này của chúng tôi trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.